Xã hội gánh chịu về tình trạng dị tật bẩm sinh tim ở trẻ em mà hàng năm cướp đi hàng trăm sinh mạng trẻ thơ, trong khi học của chúng ta có đủ khả năng để đem lại sự sống cho các bé. Cùng với một cuộc vận động toàn xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trích phần phúc lợi của mình tham gia chương trình mổ tim nhân đạo với một sự đồng thuận cao của hàng trăm doanh nghiệp và cá nhân, 500 trái tim bệnh tật của trẻ thơ đã và đang được cứu chữa bằng tấm lòng nhân ái từ quỹ Vì Trái Tim Trẻ Thơ đã thực sự đi vào lòng chúng ta. Vấn đề còn lại là làm thế nào để chương trình nhân đạo này mang lại hiệu quả nhất sẽ là nội dung mà chúng tôi chuyển tải đến người xem. Em nghĩ chỉ có đài truyền hình mới cứu được Vi. Có cách rồi. Xin đơn số đối nghèo phải không? Dạ nhà con xin rồi. Con muốn tới hỏi chú chút chuyện. Chuyện gì vậy con? Con muốn nhờ chú tìm giùm con cái địa chỉ của đài truyền hình trong thành phố. Chị con vô đây ngồi chờ chú đi. Mẹ nói lùm được em vào đêm trăng tròn, vậy mà tim em lại bị khuyết. Nè, sắp tới sinh nhật của em rồi, em có muốn vậy không? Em muốn mình khỏi bệnh để bước vào tuổi 18. Nếu sống vào tuổi 18, em tin mình sẽ sống hết cuộc đời này. Nếu có hy vọng thì mình phải theo nó.
Ngày mai con đi với chị hai ngay. Còn việc gia đình cứ tạm gác lại một thời gian, không sao cả. Mẹ dành dụm cũng chỉ được một ít này thôi. Tuy là tiền lẻ, nhưng hai đứa nên cầm đi để phòng lúc thắt ngặt. Nhưng mà mẹ... Tại chi mà hồi trước mẹ lụm nhầm đứa trẻ khác thì nhà mình không phải khổ vậy đâu mà. Con ạ, trong cuộc sống ai cũng phải theo đuổi một cái gì đấy để tìm thấy niềm vui. Với chúng ta bây giờ là phải ráng tìm mọi cách để chữa trị cho được trái tim của con. Đó là con đường phía trước của mình. Chị thấy ai lấy vỏ em không? Mất hết tiền rồi, mình phải đi bộ thôi. Không sao đâu chị, em vẫn còn có sao may mắn nữa. Chị cho em hỏi đài truyền hình ở đâu? Dạ bên kia đường vậy. Cảm ơn chị, không có gì. Sắp tới rồi em. Ở đây không phải. Người ta cho mình địa chỉ này. Làm việc rồi, mình phải chờ tới thứ hai lận. Thôi em ngồi đây nghỉ đi, chị đi kiếm gì cho em ăn.
Em ăn xong rồi mình phải đi kiếm chỗ ngủ. Lỗi nha. Dì ơi, có gì cho con làm không? Ê nhỏ, mày cần tiền phải không? Để tao dẫn mày đi bán máu. Nhưng á, mày phải chia đôi với tao rồi nha. Bể rồi, thôi đi em.
em cứ bệnh vậy hoài rồi làm sao chị đi lấy chồng. Em hết bệnh đi rồi tính. Dì có thấy cái gì đi với con hôm qua không? Bà đi ta bà đi đâu mà kiếm. Dì